Vâng, em xin kính chào tất cả các bác đến với kênh bán hàng của bên em nhá. Và các bác nhìn đây ạ, một lô vàng BF Radio K76D hàng bãi các bác nhá. Vừa cập bến xong các bác nhá. Rất là đẹp các bác nhá. Giá rẻ. Và trong video ngày hôm nay thì anh em nào có nhu cầu mua hàng hoặc tư vấn gì các bác qua điện thoại trực tiếp giúp em số này các bác nhá. Các bác đi qua kênh thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em các bác nhá. Cho em xin một like và đăng ký kênh giúp em. Hôm nay em sưu tầm được một ít vàng số BF Radio K76D. Phiên bản rất là đẹp các bác nhá, mặt trắng phay. Đấy, con này thì nó quá nổi tiếng rồi đúng không ạ? Thương hiệu BF thì nó chẳng xa lạ gì với anh em rồi. Nó quá nổi tiếng, đẹp. Đó, và nhại ok. Quan trọng là gì ạ? Một cái mức giá rất phù hợp cho anh em luôn. Đó, và một con vàng nó chất như thế này các nhá. Số lượng thì cũng không có nhiều đâu, bác nào nhanh tay thì còn các bác nhá. Vàng thì đầy đủ eco, dì vọt, chống hú, lưng tương bích đầy đủ cho anh em luôn. Chạy chip đòi đem của Pháp các bác nhá. Chạy chip đòi đem của Pháp. Đó, đầy đủ phần mềm. Có phần mềm đầy đủ cho anh em nhá, chỉnh tay ok, chỉnh tay lưu tay vô tư các bác nhá. Rất là đẹp. Những dòng BF này thì thứ nhất là người ta đánh giá cao về thứ nhất là ngoại hình của nó rất là đẹp. Cái lúm lút của nó cũng xịn sò các bác, vặn nó tạch 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 bi rất là sướng các bác nhá. Đó, mặt mũi thì siêu chất cho anh em luôn. Đây là những một trong những cái phiên bản người ta hay gọi là những phiên bản X5 đầy đầu các bác nhá. Thì phiên bản này nó chạy chip đời em của Pháp và chạy phần mềm riêng các bác nhá, không giống phần mềm kia, nhưng nó về mặt tương đồng. Đó, từ phần mềm này, từ cách chỉnh này, nó cũng ra giá kiểu giống nhau, giữa giống nhau, các bác nhá. Và alo thử cho anh em nghe tiếng nhá. 1267 lên 267890 lên 267 lên 266. Vàng nhà rất là hay các bác nhá. Đó, con này trong này nó mà một cái con chip đó đem của Pháp này. Đấy, các bác nhìn hai nguồn này. Hai nguồn này các bác nhìn chưa? Hai nguồn và cái dàn dàn ổn áp của loại đẳng cấp chưa? Tụ là ngọc nguồn này, vì trong hú này, vì xanh tím này, rất là chất các bác nhá. Thì đằng sau thì nó vẫn sử dụng hai cổng chính này, một cổng center, một cổng xúc và hai cổng surround đầy đủ cho anh em luôn, và các cổng ngã ngõ thu âm cho anh em. Đấy, đây là hai ngõ vào, và cái này thì là bên em sẽ sử dụng cái ngõ mic 6 ly này để lắp vào đây luôn cho các bác về. Các bác chỉ việc cắm dây vào là chơi thôi các bác nhá. Đấy. Cái phần đấy thì bên em sẽ tặng cái jack 6 ly này. Các bác lưu ý là cái jack này là jack đầu vào các bác nhá. Các cái đầu vào và bên em sẽ tặng các bác. Đấy. Mặt mũi sạch sẽ, đẹp đẽ, ngon lành các bác nhá. Rất là chất, máy hai nguồn. Và một cái mức giá rất phù hợp anh em luôn. Một phiên bản đẹp hay mà giá chỉ có 1.050.000 một cây thôi. 1.050.000 một cây, và bên em bao ship tận nơi cho anh em luôn. Bao test cho anh em một tháng, lỗi đổi con mới cho anh em. Ok chưa? Một con máy quá chất luôn. 1.050.000 bao ship cho anh em các bác nhá. Đấy. Bao test tận nhà cho anh em luôn. Đấy, bao ship tận nhà và bao test cho anh em một tháng, lỗi đổi cây mới cho anh em luôn. Đấy. Bác nào nhanh tay thì còn trong tay là hết các bác nhá. Một con vàng quá đẹp luôn các bác nhá.